Đây có lẽ là hình ảnh xúc động nhất trong trận đấu giao hữu tối qua của đội tuyển Việt Nam. Trong khi cùng các đồng đội hát quốc ca trước trận đấu, cầu thủ Lục Xuân Hưng đã không kìm nén được cảm xúc và bật khóc. Khát khao được khoác áo đội tuyển, khát khao được cống hiến và tưởng chừng ước mơ đó sắp trở thành hiện thực, thì việc bị dính chấn thương dây chằng đầu gối trong một buổi tập đã khiến Hưng bỏ lỡ cơ hội dự Asian Cup cùng đồng đội. Có lẽ những hình ảnh này sẽ tiếp thêm động lực và sức mạnh cho các đồng đội trong chiến dịch Asian Cup sắp tới. Một hình ảnh khác cũng để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Sau khi trận đấu kết thúc, Duy Mạnh và Tiến Dũng đã giơ chiếc áo có in hình Đình Trọng ra trước ống kính máy quay, kèm theo dòng chữ "Ỉn ơi, mau trở lại nhé". Hai cầu thủ này không hề biết Đình Trọng cũng đang có mặt trên khán đài để cổ vũ cho các đồng đội cho đến khi bước vào đường hầm. Người tiếp sức ở trên, đồng đội chúc sớm bình phục ở dưới. Một hình ảnh thể hiện tinh thần đoàn kết cao trong đội tuyển.